kiếm việc làm đi. Chứng quốc mà làm đi. Ờ, chứng quốc làm. Đổ cục đá bỏ vô. Hồng nha. Cảm ơi, em ơi. Xin xài về nè, giờ có xài mình làm gì? Xài đâu ra xin vậy? Kiếm đâu vậy? Có xin đâu? Gì hả? Dạ. Có hai trái gì đó hả? Rồi à, bữa nay đem xài qua ăn. Mấy đứa thích ăn món gì? Chấm nước mắm nha. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn hả? Bánh tráng trộn thì hình như hôm qua chị An cũng có mua bánh tráng với khô hay vậy. Vậy thôi mình làm luôn nha. Dạ. Rồi giờ để xài đi nha, lát mình gọt rồi mình bằm mình để bánh tráng. Dạ. Đi ha. Rồi. À, hôm nay các bạn có thấy nhà mình lạ gì không các bạn? Xuồng mắc cạn lên trên cái chòi nhà mình luôn nè các bạn. Hôm nay nước rút rất là nhiều rồi. Thì à, sẵn dịp hôm nay buổi chiều các cháu nhà mình đi hái xài về cũng có một ít ăn đã mua sẵn rồi, nhưng mà chỉ còn thiếu xài thôi. Sẵn dịp hôm nay hiện làm cho các cháu ăn trong nhà cái món bánh tráng trộn luôn nha các bạn. À, nguyên liệu của bánh tráng trộn gồm gì Cẩm? Khô bò nè chị, rồi hạt điều. Ủa? Cái này à, cái này hạt cà ri em lộn, còn cái này là cái gì sấy nè chị, hành phi hả, rồi tép khô nè, với lại đậu phộng rang sẵn rồi, xúc xích. Thành phần không thể thiếu nữa nha các bạn, đó là bánh tráng. Lại để cho cái bánh tráng này ngon thì mình có một ít trứng cút nè, rồi thêm me nè, với lại rau găm nữa, nhưng mà trứng cút chút xíu nữa mình sẽ đem gửi cô mua rồi mình chưa có nha các bạn, xíu nữa đem về. Giờ mời các bạn cùng làm nha. Giờ sao mà cười. Rồi xài ai gọt nè con. Rồi gọt xong rồi bào ra cho dì An, rồi xong để nước đá vô đó cho cái xài nó giòn nha. Rồi xong Cẩm đi luộc trứng đi Cẩm. Dạ để xíu chị chưa có, chị làm nước xích me. Rồi bé Dương với lại Ti á thì sẽ làm cái món xúc xích. Xúc xích này thì con sắt cắt hai đầu ra nha. Cắt một đầu này nè, xong con nặng xúc xích ra, rồi xong con cắt phanh phanh nhỏ nhỏ vậy nè cho dễ ăn nha. Rồi làm hết cái này. Cà ri hả chị? Một cà ri thì chị sẽ làm. Dạ. Rồi. Giờ mình đi làm nha. Chảo nóng rồi, ăn thử một cà ri nha các bạn. Mình cho cái bột cà ri này vô, tại vì á, khi mà mình thắng bột này đó nó có cái màu á, vô bánh tráng trộn nó rất là đẹp luôn, mà ăn nó lại không bị đậm lắm. Mình không có làm màu cà ri này thì mình có thể làm bằng bột ớt. À, em sẽ làm cái nước sốt nha các bạn. Nước sốt để mình trộn với bánh tráng trộn đó. Mình để vô chút xíu me. Nước sau này làm phân nửa cục me này thôi. Làm nguyên cục này chắc nó chua chết luôn. Cẩm xong ủa hết cục này là chua. Cẩm hết giá phân me luôn. Mùa này mẹ dốt và tỉnh điên nhiều lắm rồi cả. Trừng cây á, em thấy đi mấy cái chùa á. Năm rồi lên chồng mẹ theo á đường. Ừ. Năm rồi chị đi nhà của anh Văn chơi. Anh Văn lúc ông thi chung đó. Rồi nhà anh có cái me đã cực kỳ luôn. Lên hái. Tới mùa mẹ dốt là anh bẻ đem ra cho chị à. Nước me tan rồi nè mẹ. Sẽ lượt lại cái. Mình bỏ cái phần cá, mình lấy phần nước me. Lấy trứng cút thì lột lột luôn nè chị. Chín vậy con. Đây giờ nhắc
cho cái phần cà ri, bột cà ri lên đây đúng không bạn? Phần súp me này nó mình để cái bột cà ri vô, giờ mình cho một ít ớt khô nha các bạn, cho nó có vị cay cay xíu. Này có ớt khô vô nó mới ngon. Mình sẽ trừ đây 3 miếng đường. Nước sốt thì em đã làm rồi, giờ sẽ trộn vô cái món bánh tráng trộn nha các bạn. Thì giờ bánh tráng ăn mua cũng nhiều quá cho nên là để vào cái nồi bớt. Này là trộn nồi luôn chứ cái còn này cắt cắt ra đi con. Có sự thôi để mở hộp nha. Mà rồi giờ phải mang bao tay vô đi trộn mẹ ơi. Ô bao tay phong cách lạ. Có 1 không 2 nhà thôn nữ rồi đó. Đẹp ha. Đẹp. Quá đẹp luôn. Cái này là nước sốt mà ăn làm đó các bạn. Mình sẽ cho lên đây. Trộn. Giờ cầm đi ha. Nóng chị? Nóng. Mình sẽ cho cái nước sốt này lên trên chỗ bánh tráng. Ăn không cũng ngon. Ngon không? Vậy chị trừ không khỏi trộn nha. Chị cảm ơn nha. Chịu không? Mấy đứa ăn không? Để mẹ nghĩ thế nào cũng hết à. Trộn nồi này chắc bán được 10 bọc á. 10 bọc là 100 ngàn. Lấy lại vốn. Vốn. Bây giờ nóng quá. Bánh tráng trộn này mình làm rất là đơn giản nha mẹ. Không có gì mà khó hết trơn. Cứ nào ta đi là nó đẹp hơn. Người ta để qua ngày được chị. Chị ăn trong nhà nè. Bà bánh tráng. Bà bánh tráng nó bỏ là hợp á. Bà cho trứng tráng đi cho chị ăn đi con. Đi với Dương nè bỏ trứng vô. Ai mà bắt nữa ha. Ai mà bắt nữa thì ăn luôn. Ai mà bắt nữa là ha là thanh dùng vụ quán. À, thôi là trừ lại nha. Đi. Móc vô không tới em đấy. Giả tạo. Một em đã lọc vào. Giao cho em quản lý cái này Cẩm. Em có sợ em đâu. Chị ngứa tay lắm rồi. Ngứa tay lắm rồi. Bóc đi. Ôi da nóng quá nè. Giờ để vô. Bóc cho đều kìa. Thấy chưa kìa. Cái gì vậy? Không thể hiện nhạc không lời. Tức cái chị bóc không được tức. Nhạc không lời. Kè. Ăn bánh tráng hả? Các bạn trộn đều lên nha. Con nói lên cả gì? Hết luôn con. Như này không đủ cho con đâu. Cái gì? Nó đợi khoảng 2-3 ngày. 2-3 ngày ăn được không? Được vậy mà. Thì nói gì? Chuẩn thôi, chị nói chuyện hả? Vậy thôi, vậy em nghe rút rất nhiều lời nói con nghe. Trộn xong 2-3 ngày được ăn ha. Vậy không? Cảm tưới lên cho chị. Chắc là vui lắm. Trời ơi, giờ nó đứng trước cửa nó la. Con cho cái đó lên hết luôn đi Vy. Ừ, đúng rồi nè. Đi. Trời, bởi vì chỉ nói cái thao đâu có vừa đâu Cẩm. Có cái nồi luôn, cái nồi hấp. Dạ mình chỉ có cái nồi này thôi. Thương lượng gì, nhà này không có thương lượng âm thầm nha. Cái này mình chia sẻ cùng nhau nha. Đúng rồi đó, lấy cái lọ là nó lớn xíu.
ăn chút nữa trừ lại miếng. Trừ lại hai cái chân. Nhớ nha, trừ lại miếng nha Xiên. Một người một cái. Giả tạo. Giả tạo kìa. Hai nhai hết trơn. Tôi cho này ăn hai hộp luôn á. Em có nha. Thôi giả tạo. Chị có thấy không? Chị cầm có thấy được. Thấy sao không? Đâu ra. Lát thấy nè. Chị có hai mắt sau lưng nè. Lát thấy nào không thấy nè. Nè cảm ơn thử miếng đi. Chị cảm nha, khoanh vừa vô án nha. Chị cảm đi chờ hai cái chú cút. Gì con không cay mà. Đúng rồi, bánh tráng trộn thôi có vậy đó con, nó không tâm. Thêm miếng đi con. Nhìn nó không biết gì. Xin thử miếng đi con. Để cho Xin thử. Nguyên dạng hồi con nguyên dạng. Bé ăn thử miếng đi bé ăn, coi vừa chưa, làm gì ăn không trộn nữa. Cái miếng gì là vừa? Để cho đây miếng đó đi con. Cay quá. Mình đang để có hai cái... Vừa ăn không chưa Cẩm? Làm gì được rồi. Cẩm ơi, nó chơi lăn sàn luôn rồi chị Cẩm. Có túi nữa. Rồi, phần đủ thì em đã trộn xong và đều đó các bạn. Giờ mình sẽ cho gì trước vậy đi ta? Thôi cho con guốc trước đi. Con guốc là xà lạch sao con tét. Con tét là nó bự, con guốc này nó nhỏ. Này cho guốc vô hết nha mẹ. Này con chén hết. Thôi thôi. Dừng hai chén guốc. Mình trộn lên nha, phải hút vô xong cái mình trộn lên. Hết luôn đi con, để vừa làm gì. Không phi hả chị? Hết chai rồi, tôi muốn luôn. Để luôn nha. Cho hết hành phi vô. Đây. Có ăn hành phi không con? Có ăn hành phi nhiều không? Ít thôi vậy. Rồi, như được rồi, cảm ơn chị. Lại hết luôn đi chơi, nó còn xíu. Ai? Đậu phộng. Chưa, cô bò. Cô bò hả chị? Ấy giờ mấy luôn ha. Cho phần khô bò vô các bạn. Ủa nãy giờ lắc lắc nãy giờ gì ăn thấy nguyên vậy? Rớt gì ăn này? Rớt hả? Chị bóc cái sáng cái vô đó sáng cái vô chân. Vậy rồi sao mà nhuyễn mà đều đang hồi đứa cục bự cục lớn nó cạnh tranh nữa nè. Cái này là gì ta? Rau găm. Đưa đây. Rau găm thôi em khám hiện đúng không? Đây. Gặp đâu mà gặp em khám hiện tứ thi. Không phải đâu, cái này là đưa được rồi. Không phải gâu gầm đâu. Chị thích khám không? Rồi cho chị hành xích. Phi đi hả? Ờ xúc xích vô. Xích. Ờ xúc xích sư dâm. Cho xúc xích vô nha. Cái này là cái lá gì á? Càng càng mê. Ai xúc xích gì ta? Cái nào vậy? Nãy gì em đâu có nói dài dữ vậy? Hiền. Dương. Ờ vậy em nói khúc khúc mà. Giang về đầu chứ em kêu con sắc dài. Nhưng mà lúc nào con dưới sắc cũng muốn lát rồi con mới kêu sắc mượn thêm mà. Rồi rốt cuộc ai là thủ phạm? Hai người. Hai người. Rốt cuộc là sản phẩm như thế nào? Nè dạ. Con sắc bằng cái cục này nè Giang. Rồi sao con không nói với chị An là ừ chị An dặn sắc gì nè, phải sắc gì nè. Rồi cho vô trứng cút. Chưa con, chưa cái đó. Hả? Hành phi hả chị? À, cắm. Làm gì vậy? Con người bị ớt không em? Hả phải dầu. Em lấy dầu hả chị? Mớt rồi. Xíu nước mì vô trong. Trứng cút vô nè. Trứng cút vô con. Rồi cho trứng cút vô nha các bạn. Coi chừng nước kìa con. Tiếp tục sạch sạch cái đậu phộng. Đó, trời ơi. Xài nó sao bé? Thơm quá. Rồi cho rau găm vô đi con, xào vô cũng được nữa. Hết luôn hả chị? Nhét nước nha con, nhét nước. Bữa nãy chị ăn kêu bỏ vô cái gỗ. Ai? Ai cho vô cái thao nữa rồi. Cái bình. Không hay gỗ. Rồi cái phần nước bỏ đi con ha, chừa lại. Còn chút xíu dắt cho nó khô đi rồi mình lấy vô. Rồi, xào vô. Rồi rau găm con ơi. Đi từ cũng có rau găm. Cuối cùng cũng tí rồi gấp. Chọn một nồi luôn các bạn, nhưng mà nãy cái thao là nó không đủ rồi. Giờ phải chọn một cái nồi luôn á. Chắc phải mua cái thao bự không chứ xíu. Rồi cho rau găm vô, cho đậu phộng vô. Đó, thơm quá, thơm đi. Vô làm cho chi
Để cho lại làm sắc bự vậy. Dạ, ăn ngượng tô, vậy ăn cho ngượng tô thì sao? Hay là ăn trong đây luôn? Rồi cho đậu phộng vô đi con. Đậu phộng vô. Hết luôn hả chị? Ừ. Không nữa thôi, cảm bốc hay là rồi, dẹp đi con ơi, rồi chuẩn bị ăn. Đây. Hết chỗ để luôn. Rồi. Đây, kè kè bên đó kè. Chị ăn không ngờ là nó nhiều vậy luôn á. Thôi nó xè. Tay ngắn quá. Tay bậm thanh thiệt. Chứ không những chân ngắn còn tay ngắn. Đưa ra đây. Bánh tráng trộn, bánh tráng trộn đang đã làm xong nè các bạn ơi. Giờ nhà không có cái thau nào mà nó nhỏ hơn cái nồi nghe chứ. Nó lớn hơn chứ. Vậy sẽ lấy cái này ăn luôn. Bánh tráng trộn đã làm xong rồi nha. Mời tất cả các bạn cùng dùng với mình. Rồi, ăn đi các bạn ơi. Cầm cái vỗ tay kìa. Vỗ tay chưa? Rồi, vỗ tay trước khi ăn. Bánh tráng trộn ăn bóc mới ngon. Lát nữa dì An sẽ để cho ăn bọc bọc. Không cay mà. Nó ăn không đi dì An để cái bọc cho tụi con. Để dành. Tí cay kìa. Cay hả? Nguyên hồn vậy hả? Rồi. Cay cung tay luôn. Ăn chung với xài á. Cơm nhà mày đó con. Ở trường học có bán giống gì không? Ôi ôi ôi. À, giống gì luôn hả? Trường học bán gì rồi mấy chị? Nước sốt ngon ha. Hả? Nước sốt chuyện làm ngon. Ngon hơn hả? Dạ. Cái mỏi. Cái bóng món trắng trộn này ăn giặt thế nào? Mình ăn giặt ngon hơn. Đúng rồi. Ăn không đi đắp gì ăn vô trong bọc bọc. Cười liền ha. Đồ bọc đem bán. Mùi vị bánh tráng trộn này ra sao? Xin ý kiến đi, xin bác gì em trong bọc. Bọc lớn quá nghe Tiên. Ăn ra sao con? Nó ăn hơn trên trường con bán. Mùi vị ra sao? Trên trường con không thích ăn xài mà người ta để thả xịu à. Đây cái gì cũng nhiều chứ. Hôm nay chị mưa vậy em mới làm, ăn hơn cạnh mưa vậy em mới làm á, chứ mưa là hết làm được rồi. Tuy cay dữ vậy kìa. Tuy em chín khúc rồi con, nhập đi. Ừ. Cái chín khúc rồi, chín khúc nó lặn chân à. Ở hàng biển rồi. Con cút nó cũng thơm đó. Mới đứa này mình ăn cay dở lắm. Mà nãy hỏi á. Ừ, nãy chị hỏi đó. Chị hỏi chị để thôi mình để xuống đặng đi tay. Chị hôm bữa bị cay. Con kẹp chung với mày ăn á. Tuy kìa. Ủa cay đó hả? Giả tạo quá. Bánh trộn này nó ăn nó không có bị ngán, là có cái mùi xài với nó bị chua chua. Mùi me. Ừ. Nói chung là các bé thích ăn lúc này. Ăn cũng hết. Chân cút như nằm. Nó lặn hết rồi. Kiếm nhiệt tình luôn. Trứng cút mà làm thấy ghê. Trời ơi, trứng cút là xúc xích. Thiên ngồi nhìn nè. À,
có bò nè. Xin lần nè. Ôi con bò nè. Thật là ghê quá đi. Ở xong tới anh Tây nè. Nhìn gì nè. Ờ bên chán kìa. Chim cút kìa. Anh Tây vàng chọc hoài hả? Sợ vàng mai mà cứ sợ lén la lén lút hoài. Gì không? Em thấy cẩm. Cẩm cái gì? Kìa kìa. Cái hái trứng cút này. Thích ăn trứng cút. Kiếm trang có. À, trứng cút thấy rồi. Bánh tráng trộn hôm nay nhà mình làm cho các bác ăn nó rất là thích luôn, nhưng mà cái mùi vị hôm nay nó hơi cam chút xíu. Nếu các bác yêu thích món bánh tráng trộn nhà mình làm thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất. Xin chúc các cô chú anh chị và các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn lại các bạn sau nha. Bye bye, tạm biệt. Woo!